Hoàng Lý Thiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nên hôm nay thì tôi lại chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái điều rất là tuyệt vời, đó chính là tôi vừa mới cắt sửa cái tác phẩm đặt tên là Lục Vân Quy Tự ngày hôm qua, và ngày hôm nay thì nó đã phô diễn tất cả những cái chi tiết ở đây để cho quý vị và các bạn cùng ngắm thưởng lãm và cho ý kiến xem là tôi định hình như thế này đã ok chưa, rồi còn những vấn đề gì mà cần phải tham khảo hay không, và cây có đẹp hay không. Cái tác phẩm Lục Vân Quy Tự này thì đây là lần thứ hai mà tôi tạo tác. Đối với cây này thì tôi có nói với lại anh Thành thì là làm cái bệ đá bằng cái chất liệu đá trầm này cho tôi. Nhưng tuy nhiên là cái phần mà bông tàn thì tôi lại muốn tự làm, bởi vì sao là mình tự muốn chinh phục cái tác phẩm này. Không biết là quý vị các bạn đánh giá về tác phẩm nó như nào, nhưng đối với tôi thì đây là một trong những tác phẩm thật sự là quá ưng ý và quá thích luôn, quá mê luôn. Rất hiếm thấy chúng ta có được những một cái cây xanh mà nó có độ chảy của bệ như thế này, và độ biến của thân như thế này. Những cái thân mà nó có cái sự cột kèo, nó biến hóa rồi nó liên kết giữa các thân này với thân kia, đúng không? Một cái gì đó nó cực kỳ chặt chẽ và nó có thần thái rất là dễ nhìn, và chắc chắn là ai ngắm cái cây này cũng sẽ rất là thích. Không biết là cái xu hướng chơi thì tương lai nó đối với lại cái cây này nó như thế nào, nhưng đối với tôi và trong cái giai đoạn này thì từ khi mà nhìn thấy cái tác phẩm này, đặc biệt là khi tôi cho xử lý lại cái bệ đá và ngày hôm nay tôi mới được cắt lần thứ hai, thì đối với cây này, đối với tôi là thật sự tôi rất là cảm xúc sau khi mà làm xong. Mời cả nhà cùng ngắm xung quanh cái tác phẩm này tôi đặt tên là Lục Vân Quy Tự. Tại vì xin chia sẻ quý vị các bạn một chút về cái tên của cái tác phẩm Lục Vân Quy Tự này. Tại sao gọi là Lục Vân? Thì cái cây này là một cái cây có 6 thân rất rõ ràng và mạch lạc. Các cái bông tán ở đây thì vẫn gọi là một dạng bông tản vân. Nó hòa quyện với nhau, có bông rơi, có bông trên, bông dưới, rất là nhiều những cái chi tiết khó trong cái cây này. Cây này là 6 thân, vì thế mà tôi mới gọi là Lục Vân. Còn quy tự tức là rùa, và tự là ngôi chùa. Ví dụ đây là cái cây này được anh Thành đã xử lý theo cái dáng là một cái bệ như một con rùa. Đây là cái đầu rùa rất là rõ, đúng không ạ? Quý vị các bạn có thể nhìn thấy rất rất rõ hình thái của một con rùa. Và cái cây này là một cái cây dáng làng, mặc dù nó là cây 6 thân, thế nhưng mà chính xác thì nó lại là một cái cây dáng làng, như tôi thì hay gọi là cây dáng đình hay là cây dáng chùa. Đó, quy tự ở đây là cái hình thái của nó giống như là một ngôi chùa đang tọa trên lưng một con rùa. Đấy, nên có cái tên là Lục Vân Quy Tự. Giải nghĩa sâu hơn thì đối với lại cây này nó rất là nhiều cái điều rất là đặc biệt. Thì trong một cái video nào đó mà khi cái tác phẩm này nó hoàn thiện thì tôi sẽ có một cái phần bình luận, bình phẩm cái tác phẩm Lục Vân Quy Tự này. Thì ngày hôm nay thì nhân tiện là Thiệp vừa mới sửa cái tác phẩm Lục Vân Quy Tự này xong, thì cũng muốn chia sẻ cho quý vị các bạn anh em cùng thưởng lãm, cùng chiêm ngưỡng, cùng đánh giá và cùng nhìn nhận và cùng tìm hiểu xem là cái tác phẩm này nó như thế nào và nó có vẻ đẹp ra làm sao. Đây, xin chia sẻ quý vị rất là nhiều cái chi tiết mà rất là khó. Ít khi mà quý vị các bạn nhìn thấy được là một cái thân mà nó có đến mấy cái cành rơi như thế này. Đấy, cái cây này rất nhiều cành rơi nhá. 2 cành rơi này, 3 cành rơi này, đấy, 4 cành rơi này, 5 cành rơi ở phía bên kia. Vậy là tổng có tất cả 5 cành rơi. Và hôm trước thì tôi định làm thêm một cái cành rơi ở phía đằng kia nữa cho nó đủ 6. Thế nhưng mà vì là tôi cảm thấy cái phía đằng đó là nó đã có bố cục tương đối là ấm rồi, và tôi cũng không cần một cành rơi nữa, nên tôi đã cắt bỏ nó đi. Cành rơi này thì nó vắt xuống và nó đảo lên đây, nó bay vào phía đằng này. Thì sau này tôi cũng muốn có một cái bông nó là ở đây thôi. Một cái cành rơi cũng rất là độc đáo, nó rơi từ một cái bông này xuống và nó chạy theo cái hướng tản vân bay tự nhiên. Đối với cái bông, cái cành này thì sau này nó sẽ không ra bông rõ ràng, mà nó là một cái cành lớt phớt thôi. Nó cứ chạy, nó cứ bay lả tả, lã chã để nó bay rất là điệu, những cái đám mây mà nó không trong một cái khối mây, mà cái mây này nó cứ là đà, nó bay ra khỏi một cái khối mây tổng thể trên trời như quý vị các bạn vẫn nhìn thấy, đúng không ạ? Đấy, thế còn ở đây là những cái chi tiết, đặc biệt là đây có một cái cành
nó có một cái bông quả phúc. Thông thường thì chúng ta sẽ lấy cái ngọn của cái quả phúc và mình chia thành một số nhánh, thường thường là làm 3 nhánh và chia thành 3 hướng hoặc 5 nhánh, chia thành 5 hướng và 3 bông. Nhưng mà riêng đối với cái quả phúc này thì tôi lại dùng một cái cổ ngọn và tôi vắt theo một đường vòng và nó, tôi tạo thành một cái quả phúc ở phía trên. Trông thì như thế này thôi, nhưng một thời gian nữa thì khi mà nó ra răm tương đối đều là nó cũng sẽ rất là mịn. Đó, thế còn đây là một cái cành, cành thông thường thì mọi người sẽ không thích chơi cái cành này, nhưng mà tôi đang thích chơi cái cành này vì cành này là một cái cành nó chắn bớt được cái đoạn cổ ngọn cái đoạn này đi. Để làm sao đối với cây này thì tôi muốn lại tập trung tất cả, tập trung nhìn vào, đúng không? Mọi người khi mà quan sát thì sẽ thấy được cái những cái chi tiết của cái phần thân ở phần dưới này nó rất là đẹp, và trên kia thì là các cái bông nó sẽ che chắn bớt, nó lấp ló, chứ tôi không muốn là nó lộ rõ cả một cái thân chủ chạy từ dưới lên trên, nó rất là thô và nó đơn điệu quá. Nên lần này thì tôi cũng muốn là sử dụng một cái cành chắn mặt để che bớt và làm sao nó lượn lờ cái cành này nó bay vắt về phía đằng sau kia, còn cái cành này nó vắt xuống và nó bay vào khu vực này. Thì đấy là cái ý tưởng sáng tác của tôi trong cái tác phẩm mà tên là Lục Vân Quy Tự này. Thì quý vị các bạn cùng xem và góp ý xem là tôi đã làm như thế đã ok chưa, hay còn vấn đề gì cần phải thay đổi hay là cần phải bổ sung hay không, thì quý vị các bạn cho dưới bên phần bình luận để Hoàng Đình Thiệp hoàn thiện mình hơn, hoàn thiện cái tác phẩm này để sau này nó là một tác phẩm đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công với lại cái đam mê của mình. Goodbye.